Sau Wolf, kế hoạch của đám Mesubo Jinrai đã dần tới giai đoạn cuối. Bọn chúng chỉ cần triệu hồi sức mạnh của tất cả chiếc Raikki để hồi sinh Art. Tất cả mọi việc đều được bọn chúng thực hiện trôi chảy. Art đã được hồi sinh và hắn đã chế tạo chiếc khi nâng cao sức mạnh của Mesubo Jinrai, đó là Assault Wolf. Sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình, Aruto đã đánh bay được chiếc khi nó đã rơi vào tay của Fuwa. Trước sự khinh bỉ của Horobi, những human gear, những người trong Mesubo Jinrai bọn ta mới thấy tận dụng được nó. Dẹp bỏ tất cả, anh đã bẻ chiếc khóa này và chuyển hóa được thành Assault Wolf trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chuyển hóa như tất cả những vệ tinh xoay quanh và tạo ra nguồn năng lượng khủng khiếp từ Ash bao phủ lấy anh. Sức mạnh cũng như áp lực được tạo người Fuwa là vô cùng lớn. Tạo hình của anh giống với tên gọi, bao phủ bởi một cơ thể màu bạc với những viền đen cũng như màu xanh sẫm, thể hiện rõ sự đối nghịch với hình dạng Shining Hopper tỏa sáng của Zero One. Gương mặt của anh chằng chịt những thứ vũ khí phủ toàn bộ cơ thể cũng như đôi tay được với hai phần súng trên cổ tay. Và điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của Art ở giữa ngực Assault Wolf. Ngoài sức mạnh thể chất cũng như Bow Rider debut khác, là form sử dụng Soft Drive đầu tiên bao phủ toàn bộ giáp trên cơ thể, mang lại cho anh một khả năng phòng thủ cực kỳ cao. Anh đã dễ dàng chống đỡ tất cả những đòn tấn công của Ikayuchi. Bộ phận đôi mắt của Art trên ngực anh cũng hỗ trợ tính toán cũng như nâng cao khả năng chiến đấu của anh ít nhiều. Vũ khí chính ở trạng thái này của anh là khẩu Optizer Buster, thường được anh lấy từ Zero One, thường sử dụng dạng pháo hơn là dạng rìu giống như Zero One. Ngoài ra, trên tay của anh còn có hai khẩu pháo tự hành giúp anh tấn công kẻ thù, kết hợp cùng với khẩu Soft Strike tạo những đòn tấn công liên hoàn khiến kẻ thù không thể nào trở tay. Sức mạnh lớn và sức mạnh không tạo ra dành cho con người, Assault Wolf Raikki để lại một ảnh hưởng vô cùng nặng nề lên Fuwa. Mỗi lần sử dụng, sức khỏe của anh lại càng trở nên tồi tệ, ảnh hưởng nặng nề tới mức nhiều lần thoát biến hình cũng như đã bị UA ngăn cấm không cho sử dụng hình dạng này thêm lần nữa. Và điều quan trọng nhất, tại sao một người không phải là Mesubo Jinrai lại có khả năng sử dụng form được chế tạo riêng cho bọn chúng? Điều này sẽ được lý giải ở phần sau của phim. Đoạn tất sát của anh là Methanite Stone Blast, Vulcan sẽ tụ năng lượng vào khẩu Soft Strike cũng như bao lần, tạo thành một chiếc đầu sói khổng lồ cắn vào kẻ thù, sau đó xoay vòng chúng và phát nổ khi đến cuối con đường. Đoạn thứ hai, Methanite Stone Blast Fever, Vulcan sẽ thực hiện đòn Rider Kick đầu tiên của anh. Anh nhào lộn lên không trung, tạo ra một cú đá xoay được bao phủ bởi nguồn năng lượng đỏ và xanh lam giống như màu sắc của hình dạng Assault Wolf, cũng tạo nên hình dạng một chiếc đầu sói, sau đó dán một đòn cực mạnh giống như hình dạng một con sói đang cắn chặt con mồi, đã văng chúng ra xa và hủy diệt kẻ thù.